Sáng ngày 20 tháng 1, Huyện ủy Tân Lạc tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, triển khai một số quy định hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Bùi Văn Tinh, phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy Tân Lạc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021. Có được kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy. Nổi bật là việc chủ động kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề theo hướng dẫn chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 17, công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện thường xuyên, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt được kết quả cao. Trong năm, toàn huyện kết nạp được 161 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 121 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở, công tác văn phòng có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm như công tác nắm bắt tình hình dư luận chưa thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát có nơi có lúc còn chưa chủ động, việc cụ thể hóa các văn bản về công tác dân vận hiệu quả chưa cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác vận động quần chúng nhân dân và công tác văn phòng. Đại biểu dự hội nghị cũng được quán triệt triển khai nội dung quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí đề nghị các chi đảng bộ cần chú trọng làm tốt việc triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề đã được ban hành vào thực tiễn cuộc sống. Việc triển khai các nghị quyết cần tiến hành một cách bài bản, linh hoạt, phù hợp với từng địa phương cụ thể, quan tâm làm tốt công tác dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, làm tốt công tác quy hoạch trong nhiệm kỳ sau và thực hiện hiệu quả kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai tốt việc quán triệt các điểm mới trong quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các văn bản hướng dẫn liên quan. Chú trọng đến công tác phối hợp trong thực hiện dân vận, chính quyền và quy chế dân chủ, tuyên truyền nhân rộng các mô hình dân vận khéo, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện cho các chương trình dự án được triển khai thực hiện thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác.